sống vô tình. À, các bạn ơi, bây giờ mình đã tới ngay chỗ cái Phà Cần Thơ ha. Bây giờ Phà Cần Thơ Mỹ Thuận gì đó. À, bến Ninh Kiều hả? Đi qua Phà mới tới bến Ninh Kiều chứ. À, ai là dân Cần Thơ này, giơ tay lên này. Dân Tiền Giang, Tiền Giang Cần Thơ. Em ở quê miền Trung lận, lúa ở miền Trung lận, xa dữ lắm. Em này ở đâu? Ở Cần Thơ, ở đâu? Miền Trung, miền Trung hả? Đẹp quá. Wow.
tại vì cái tiếng vô nó xin theo rồi còn anh nên hùng để hùng chạy ra luôn đi sống hòa nhịp ái ân không còn những chiều